Thẩm Mạn Ninh, Thẩm Mạn Ninh. Nghiêm Tinh Trình, em thích anh. Anh nói gì? Nói lại lần nữa xem. Anh hãy nói rõ ràng đi, suốt cuộc mọi chuyện là sao? Nghiêm Tinh Trình đó là cháu trai mất tích 17 năm của nhà họ Trang sao? Vậy còn người bên trong là ai? Các người vẫn luôn lừa tôi có phải không? Căn bản không có Trang Tâm Nghiêng gì hết. Cô ấy chính là Mạn Mạn, Thẩm Mạn Ninh có phải không? Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng đánh em bao giờ. Hôm nay anh đánh em một bàn tay như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Em đã biết từ nhỏ tới lớn anh luôn yêu thương em. Vậy mà em nghĩ xem, tại sao hôm nay anh lại đánh em chứ? Vì cô Thiên Kim giả mạo đó chứ gì. Anh, lẽ nào thế anh cũng bảo vệ cho tiểu thư giả mạo đó? Anh bảo vệ cô ta, anh là vì em đó. Cha mẹ chúng ta mất sớm, anh một tay nuôi lớn em hiểu rõ mà. Từ hai bàn tay trắng, anh khởi nghiệp biết bao lâu mới có được ngày hôm nay. Anh có dạy em trở thành người bất chấp thủ đoạn không? Em không có. Tại sao em lại làm như vậy? Em chỉ muốn dọa cổ rồi ép bọn họ cúi đầu nhận tội thôi. Huống hồ Nghiêm Tinh Trình. Nghiêm Tinh Trình, em còn dám nhắc tới cái tên này? Nghiêm Tinh Trình thì làm sao? Em nói cho anh biết, chứng cứ trong tay của em bây giờ đã đủ để giành anh ta về tay của em. Nếu như anh ta không chịu, em sẽ công bố ra ngoài. Em có biết Nghiêm Tinh Trình là ai không? Em không cần biết anh ta là ai hết. Em chỉ muốn anh ta bên cạnh em. Anh ta mới là người thừa kế thật sự của nhà họ Trang và tập đoàn Lâm Hải. Hả? Anh ta là cháu trai mất tích trong tai nạn giao thông 17 năm trước của Trang Thừa An, và cũng là con trai duy nhất của tổng giám đốc tiền nhiệm tập đoàn Lâm Hải, Trang Mỹ Tuyên. Cái gì? Nghiêm Tinh Trình, cái tên lừa đảo này. Dạ thầy. Mẹ, ông ngoại, mọi người đừng tin anh ta. Anh ta là một tên lừa đảo. Cái gì mà tai nạn xe cộ 17 năm trước, cái gì mà cháu trai mất tích, bây giờ con sẽ thay hai người tống anh ta vào. Mẹ à. Nói đi, 17 năm trước. 17 năm trước. Anh ơi, đây là mấy bay giấy em tự gấp ở trường tặng cho anh. Anh nhất định phải cùng ba và mẹ bình an bay trở về nha. Em phải ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh, đợi mọi người bình an trở về nha. Ừ. Được, tôi biết rồi. Trước khi chúng tôi hoàn tất việc kiểm tra chi nhánh, tạm thời đừng đụng đến. Mọi chuyện đợi tôi về rồi tính. Chúng tôi đi chuyến bay tối mai, bây giờ đang về thành phố. Đúng vậy, ngày mai. Sao vậy? Trong nhà có rắc rối gì à?
không phải là rắc rối. Phải nói là có người cứ không muốn gia đình yên ổn. Em đừng nghĩ nhiều, là người một nhà hết, chắc cũng hy vọng trong nhà và tập đoàn phát triển tốt thôi. Chỉ là vài hiểu lầm nhỏ, giải thích với nhau là được mà. Em đã cố, nhưng bao năm qua cũng không có gì thay đổi. Cũng may luôn có anh ở bên cạnh em. Bây giờ con cái cũng đã lớn rồi. Chồng à, em muốn đợi Tiểu Dực và Tâm Nghiên trưởng thành, có thể thay chúng ta tiếp quản Lam Hải. Chúng ta sẽ ra ngoài, tìm một nơi nào đó yên tĩnh để sống một cuộc sống đơn giản nhất và yên bình nhất. Được không anh? Chỉ cần là em muốn, anh ủng hộ hết mình. Mẹ ơi! Con trai, con thức rồi hả? Có phải do mẹ làm ồn đánh thức con không? Dạ không có. Con có đói không? Dạ không. Nào để mẹ coi cái bụng nhỏ của con đã đói hay chưa nha. Ba ơi, cứu ba! Ba! Ba ơi! Ba ơi! Ba! Ba ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ ơi! Mẹ! Mọi người đừng tin lời của anh ta. Sao có thể chứ? Năm đó vụ đụng xe của dì Hai, cảnh sát và tòa án địa phương cũng đã kết luận rồi. Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi. Dưỡng mất ngay tại hiện trường, còn dì Hai và Nghiêm Dực được cho là đã mất tích. Nhưng phần trăm cao đã chết rồi. Đã qua 17 năm rồi. Sao anh ta có thể còn sống chứ? Năm 7 tuổi, Lâm Mộ Phàm đã làm tôi bị sẹo ở nhà kính trồng hoa. Và những chuyện tôi đã trải qua, những ngày tháng tôi đi theo ba mẹ qua chi nhánh công ty ở nước ngoài, nếu như những điều đó còn không đủ để chứng minh, thì 3 tháng trước tôi đã lấy máu của mình làm xét nghiệm với DNA của ông ngoại. Nếu như con là Tiểu Dực, vậy những năm qua con đã lớn lên ở đâu? Đứng lại đó! Tụi bay là một đám ranh con không có giáo dục, phạt nhịn đói hết. Ê nhóc, đi theo tao, đi làm việc. Không làm thì không có cơm đâu. Một đám chỉ biết ăn không biết làm,
còn dám trừng mắt lên nhìn nữa hả? Nuôi tụi mày chỉ tổ tốn cơm thôi, một lũ vô dụng. Anh cũng biết bị chuyện thiệt đó, bị rơi xuống biển, được người ta cứu, đưa tới cô nhi viện ở nước ngoài. Định lừa ai đây? Anh có biết là năm đó ông ngoại và mẹ của tôi đã thuê bao nhiêu người đi tìm các người hay không? Cảnh sát địa phương kéo lưới tìm kiếm cứu nạn tới cả mấy chục hải lý, tới cái bóng cũng không có. Bây giờ thì anh lại dám nói với tôi anh chính là Nghiêm Dực sao? Vì hai đã mất lâu như vậy rồi, vài ngày nữa lại kiếm người giả danh. Tại sao lại dám nói mẹ tôi đã mất rồi hả? Nếu không có những ngày ở cô nhi viện thì có lẽ tôi đã chết nơi đất khách quê người lâu rồi. Nếu con là Tiêu Dực vậy Tâm Nghiên thì sao? Đúng đó, nếu như anh thật sự là Nghiêm Dực vậy còn Trang Tâm Nghiên đâu? Thiên kim thật sự của nhà họ Trang đâu? Ông ngoại, con xin lỗi. Tâm Nghiên, Tâm Nghiên đã đi rồi. Nửa năm trước con ở trường đại học nghệ thuật tìm được con bé, giống như muốn cùng con bé trở về. Nhưng mà anh nói gì? Con bé gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Anh là ai? Anh là Nghiêm Dực. Con bé nóng lòng đi cứu người khác, kết quả gặp phải một tai nạn xe nghiêm trọng. Làm sao có thể chứ? Đã 17 năm rồi mà anh vẫn còn sống sao? Là con không bảo vệ tốt cho con bé. Lúc con tới nơi thì con bé đã đi rồi. Em phải đi cứu một người, đợi em quay lại. Anh xin lỗi. Lúc đó ông ngoại đang bệnh nặng, con không thể nói thẳng cho ông biết sự thật được. Lam Hải cũng đang hỗn loạn. Vào thời điểm đó con cũng rất khó có thể công khai thân phận để quay trở về nhà họ Trang. Cho nên là cậu liền tìm một Trang Tâm Nghiên giả mạo, tùy tiện bước vào nhà này sao? Cô ấy không phải là người tùy tiện. Cậu có biết là cô ta giả mạo Thiên Kim, người thừa kế tập đoàn Lam Hải, thì phải chịu trách nhiệm như thế nào không? Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi kế hoạch đều do con làm, không liên quan gì tới cô ấy hết. Là con uy hiếp cô ấy để cô ấy cùng con về nhà. Trong nhà và tập đoàn có trừng phạt như thế nào thì hãy để một mình con gánh chịu đi. Nghiêm Dực, nói một cách hùng hồn mạnh miệng như vậy, anh muốn đem tất cả trách nhiệm đẩy hết lên người của mình, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nếu cô ta đã dám bước vào nhà họ Trang thì cô ta phải trả giá. Tôi đã nói rồi, trách nhiệm như thế nào, trừng phạt như thế nào cũng không hề liên quan gì tới cô ấy. Cứ nhắm hết vào tôi đi. Anh... Được rồi.
Các con đừng nói nữa. Nhà họ Trang bây giờ vẫn còn chưa đủ bất hạnh sao? Nếu hai người các con cứ muốn đấu với nhau một mất một còn thì hãy đợi ông chết đi cái đã. Ông ngoại. Được rồi, chuyện này bây giờ tới đây kết thúc đi. Sau này ở nhà họ Trang, ở Lam Hải, không ai được phép nhắc tới hai chữ Tâm Nghiên nữa. Ông ngoại, không thể bỏ qua cho họ được. Đây rõ ràng là ông đã nói là không được nhắc tới nữa rồi mà. Được rồi, các con đi hết đi, để cho ông ở một mình yên tĩnh một lúc. Tâm Nghiên không còn nữa rồi. Cho nên như vậy lúc anh ta tìm gặp em là đã đưa những tin tức này cho giới truyền thông rồi sao? Bởi mới nói em đã suy nghĩ quá đơn giản. Anh ta đã gửi thông báo đó cho tập đoàn Lâm Hải và toàn bộ truyền thông. Loại đàn ông này còn dám tự biến mình thành một quả bom nổ nữa. Em dựa vào cái gì mà giở trò trước mặt anh ta chứ? Nếu như anh không xuất hiện, em chết dưới tay anh ta như thế nào còn không biết. Anh à, anh ta không phải là của em. Từ bây giờ trở đi, từ bỏ ý nghĩ đối với anh ta đi. Ngoan ngoãn ở trong nhà, không được bước ra ngoài. Anh à, Tinh Trình. Trình, sao lại là anh? Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Đúng rồi, tai nạn xe. Tráng bị thương rồi, đừng có cử động. Em không sao. Còn bọn họ thì sao? Bọn họ có chuyện gì không? Nghiêm Tinh Trịnh còn có... Mọi người đều không bị thương. Bây giờ bác trai đang ở phòng nghỉ ngơi. Còn cô gái tên Mỹ Na đang ở bên ngoài. Mỹ Na... Cô ấy... Tất cả đã kết thúc rồi. Mạng Ninh, Anh gọi em là... Không sai. Tôi đã biết cô chính là Thẩm Mạng Ninh.
Em và Nghiêm Tinh Trình, tụi em... Bí mật thân thế giữa anh ta và nhà họ Trang đã được công bố với truyền thông rồi. Anh ta là con trai của Trang Mỹ Tuyên, nhà họ Trang, tên thật là Nghiêm Dực. 17 năm trước đi cùng với ba mẹ ra nước ngoài kiểm tra chi nhánh, rồi gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, vì vậy mà lưu lạc ở nước ngoài. Anh ta mới thật sự là người thừa kế của nhà họ Trang. Anh đang nói cái gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết? Tôi đã biết bí mật giữa cô và anh ta, cũng đã sớm biết được thân phận của anh ta rồi. Nhưng tôi thật sự không ngờ được anh ta lại chọn lúc thăng lâm ép cô thừa nhận thân phận, tự tiết lộ bản thân. Tin tức anh ta kêu Phương Tưởng gửi truyền thông, bọn chị đã đưa tin thông báo rồi. Nghiêm Tinh Trình chỉ là tên giả của anh ta, thân phận thực sự của anh ta là Nghiêm Dực nhà họ Trang. Không phải, không phải. Anh ấy nói với tôi anh ấy là Nghiêm Tinh Trình. Anh ấy là Nghiêm Tinh Trình mà. Tôi phải đi tìm anh ấy. Tôi phải đi tìm anh ấy. Mạn Ninh, tôi muốn gặp anh ấy. Xin lỗi, chỉ sợ là không gặp được. Tôi muốn gặp anh ấy, tôi có lời muốn nói với anh ấy mà. Cô Thẩm, Mạn Ninh, bình tĩnh một chút đi. Bây giờ cô chỉ có thể ở lại phòng bệnh thôi. Là anh ấy kêu hai người đến, có phải không? Anh ấy dặn hai người bảo vệ tôi, có đúng không? Hả? Tôi cầu xin anh để tôi đi gặp anh ấy đi được không? Xin lỗi, không thể gặp. Thẩm Mạn Ninh, Thẩm Mạn Ninh, cậu nói là anh đủ chưa vậy? Cậu còn chưa hiểu sao? Kết thúc rồi, kết thúc tất cả rồi. Không cần biết anh ta thuê cậu cũng được, ép buộc cậu cũng được. Bây giờ hai người đã không còn quan hệ gì nữa. Cậu không còn là Trang Tâm Nghiên của nhà họ Trang, và lại không phải là chồng sắp cưới của cậu nữa. Nana, Nana, tôi muốn đi gặp anh ấy. Từ bây giờ trở đi, cậu là Thẩm Mạn Ninh, cậu phải quay về thế giới của cậu. Giữa hai người không hề có bất cứ quan hệ gì. Đừng kết thúc rồi, kết thúc tất cả rồi. Không,
ông ngoại. Con xin lỗi. Con à, ông biết con đang nghĩ cái gì, cũng biết tại sao con lại trở về. Ông ngoại, đều là lỗi của con. Nếu như ông ngoại tức giận thì cứ đánh con, chửi con đi. Con à, thật may là con còn sống. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Ông đau lòng chuyện nhà mình, không phải là mất người này thì là mất người kia. Ông ước gì không có chuyện 17 năm trước, không có ngày mùa đông đó. Mẹ của con, ba của con và Tâm Nghiên đều còn ở đây thì tốt biết mấy. Đi đi, đi đón Tâm Nghiên về đây. Con cái của nhà họ Trang không thể để con bé cô đơn một mình bên ngoài được. À, còn về cô gái đó, để cô ta đi đi, đừng quay về đây nữa.秒针滴滴答答，转动的每一下，此时此刻。Tôi đảm bảo, chỉ sau một năm, chúng tôi sẽ giúp cô bình an, rời khỏi thế giới đen tối này. Một năm, rõ ràng vẫn còn chưa hết. Vậy mà anh đã rời khỏi thế giới của em sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không hề nói với tôi một câu nào hết. Cậu có xin tôi là bạn hay không hả? Giờ tôi còn ngày ngày phải tới chăm sóc cậu. Ăn cơm đi. Thẩm Mạn Ninh, cậu bị sao vậy? Cậu không hề ăn cơm, cậu muốn đói chết hả? Tôi nói cậu biết, cậu còn xảy ra chuyện gì, tôi không quan tâm cậu nữa đâu. Nên đừng có gọi tôi. Tôi không có bạn như cậu. Nên giúp tôi với. Lúc cần giúp đỡ thì mới gọi tên tôi sao? Lúc đó cậu giúp người khác nên lừa gạt tôi. Lừa gạt chú Thẩm thì sao chứ? Cậu có quan tâm chúng tôi hay không hả? Trong lòng cậu xem chúng tôi là cái gì chứ? Anh à, xin lỗi cậu. Cậu giả vờ đáng thương với tôi. Tôi không quan tâm tới cậu đâu. Nè nè, tôi cầu xin cậu, cậu giúp tôi lần này thôi mà. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần, chỉ một lần thôi. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được tôi. Cậu xin cậu nè nè. À,
Cô làm gì vậy? Không có làm gì đâu. Cô chắn cửa làm gì? Ồ, có phải cô ấy cần... Cần gì chứ? Cậu ấy không cần gì hết. Ê, anh làm gì đó? Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy muốn tắm. Hai người không được vào. Không được vào. Nana, cảm ơn. Cũng coi như cô chủ đã về rồi, xin chia buồn. Chú Quan Nhất, sau này nhà họ Trang phải dựa vào cậu. Về thôi. Anh đến rồi. Sao em ở đây một mình vậy? Phương trưởng và nguyên soái đâu? Anh kêu họ bảo vệ em thật tốt mà. Đi, anh đưa em về. Em muốn nói chuyện riêng với anh.
Em muốn nói gì anh nghe đi. Thân phận của anh, quan hệ của anh với nhà họ Trang, anh mới là... Thì ra đây là bí mật mà anh luôn muốn nói cho em biết. Phải. Thì ra anh là người lợi hại như vậy. Thì ra anh mới là người thừa kế đích thực của nhà họ Trang. Thật ra anh căn bản không cần đến em, đúng không? Thật ra anh chỉ dựa vào năng lực của mình cũng có thể lấy lại tất cả thuộc về nhà họ Trang, đúng không? Cho nên chúng ta kết thúc rồi. Lúc đó anh nói dùng thời gian 1 năm, bây giờ còn không cần dùng đến 1 năm nữa. Mai Ninh à, cảm ơn anh đã giữ lời hứa của anh nha. Đưa em bình an trở về thế giới của em. Bây giờ em có thể an toàn rút lui được rồi. Tạm biệt. Thăm bằng Linh. Em biết chúng ta không phải là người cùng một thế giới mà. Thập Niên đã cứu em, em cũng đã trả hết món nợ của em. Nghiêm Tinh Trình. À không phải, Nghiêm Tổng. Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta không còn nợ nhau nữa. Em nói đúng lắm, mọi chuyện kết thúc rồi. Anh đã đưa em bình an trở về thế giới của em. Chúng ta không ai nợ ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã tắm 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong hả? Thì đã sao chứ, 2 tiếng thì làm sao hả? Tôi tắm nguyên ngày cũng được luôn đó. Ê, cô phản ứng dữ dội như vậy, có phải có chuyện gì giấu hay không? Không có, cậu ấy tắm sắp xong rồi. Tôi không tin, cô tránh ra. Anh muốn làm gì? Tên lưu manh này, anh muốn nhìn trộm người ta tắm đó hả? Nè, anh tránh ra mau, tránh ra. Cái tên lưu manh này, trời ơi, không được nhìn, không được vào. Nè, không được nhìn trộm mà, đừng mà. Nè, không được vào đâu. Nè các anh làm gì vậy chứ? Buông ra, buông tôi ra coi, thả tôi ra nè, thả tôi ra coi. Làm cái gì vậy hả? Mạng Mạng Ninh. Mạng cậu làm sao vậy? Sao cậu lại ướt hết rồi? Gặp được anh ta chưa? Nói chuyện với anh ta chưa? Cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ mà. Mạng nè, Mạng Mạng Ninh. Bác sĩ. Mạng à, bác sĩ. Mạng cậu hãy tỉnh lại đi mà. Mạng Có vẻ mình đã mơ một giấc mơ rất tệ, rất dài và rất hỗn loạn. Ở đó, mình đã sống trong thân phận một người hoàn toàn khác. Bây giờ tỉnh mộng rồi, mình lại trở về thế giới của mình. Ê, con bỏ xuống đi, con bé này. Mộng thì mãi mãi chỉ là giấc mộng. Bây giờ, con bé tập ăn đi. Đây mới là cuộc sống mà mình nên sống. Trời đất ơi, con đi ra ngoài đi. Cái con bé này. Ai trời. Đúng thiệt là. Ba. Ăn cơm đi con. Nè. Trời ơi, con mau đưa cho mẹ. Hey.
người một nhà chúng ta rất rất lâu rồi chưa ăn một bữa cơm đoàn viên. Nào, nào nào, uống một ly đi. Nào, mạn mạn. Chú Mạn Ninh à, hãy nói lời xin lỗi với chị Tuệ Tâm còn có Mỹ Na. Lão Thẩm, Mạn Ninh, ba biết là con làm những chuyện đó nhất định là có nguyên nhân và nỗi khổ của mình. Con đã trưởng thành, bây giờ ba cũng không muốn hỏi gì thêm hay là trách móc con nữa. Ba chỉ muốn con nói xin lỗi mọi người vì lời nói và việc làm của con thời gian qua khiến mọi người rất buồn. Dì Tuệ Tâm, Nana, con xin lỗi. Con biết là con trước đó đã làm những chuyện tổn thương đến mọi người. Không cần biết vì nguyên nhân gì, cũng là con làm sai rồi. Con phải thành thật nói lời xin lỗi mọi người. Rất xin lỗi. Con à, một mình con ở trong nhà người khác cũng đã chịu không ít cực khổ. Lão Thẩm, ông cần gì phải như vậy? Mạn Mạn, cậu đã xin lỗi thì tôi bỏ qua cho cậu đó. Mạn Ninh à, nhờ sự chân thành của con, chuyện này ở nhà chúng ta coi như đã khép lại. Ê, uống cùng nhau chứ. Dạ phải, uống cùng nhau. Nào, Nana cùng uống. Mẹ, chú, con kính chú, chẳng ly. Nào, nào, nào. Được, nào. Trời ơi, nó buồn quá. Nè, ăn đi. Bây giờ cậu đứng ở đây, tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Lần này cậu sẽ không đột nhiên đi nữa, có phải không? Sẽ không đột nhiên nói với tôi là cậu không quen biết tôi. Không nói nữa, không nói nữa. Tôi sẽ không nói nữa đâu mà. Thật ra lần này cậu cũng chịu khổ rất nhiều, phải không? Lúc cậu biệt tâm ở đại học nghệ thuật, tôi cũng nghi có chuyện gì rồi. Tôi nhớ lại hôm đó cậu hỏi tôi một khi qua sinh đôi gặp nhau sẽ như thế nào. Tôi vẫn còn đang nổi da gà đây nè. Nana, tôi xin lỗi. Chúng ta là bạn thân 20 năm, có cần phải nói lời xin lỗi miết như vậy không? Nhưng mà Mạn Mạn, vậy khoảng thời gian đó cuộc sống của cậu như thế nào? Tương lai tươi sáng là thấy không phải rồi, còn điềm báo về cái chết thì sao? Rồi cậu với người đàn ông đó là sao nữa? Cái người Nghiêm Tinh Trình. Nhà họ Trang đưa ra thông báo thay đổi lớn như vậy, cũng phải họp với cổ đông chúng ta báo trước một tiếng chứ hả? Giá cổ phiếu buổi sáng một đường đi xuống. Nếu cứ đi xuống như vậy thì tất cả chúng ta sẽ không còn gì nữa hết. Nhà họ Trang nhận lại cháu tôi cũng không quan tâm lắm. Quan trọng nhất là đừng ảnh hưởng tới số đầu tư chúng ta đã bỏ vào. Nếu như người mới đến này cũng không xử lý được, hay là tập thể chúng ta... Vừa nãy ai có ý kiến? Nói lại lần nữa xem.
tôi biết trong lòng mọi người đang nghĩ cái gì liên quan tới chuyện nhà họ Trang. Không cần phải giải thích nhiều với mọi người. Chỉ cần ngày nào Lam Hải còn được điều hành bởi nhà họ Trang, mọi người sẽ không cần phải lo lắng về cổ phiếu mình đang nắm. Tôi sẽ lấy những gì tôi và nhà họ Trang có để bảo đảm. Cái mọi người nhận được chỉ nhiều hơn không ít đi. Cậu nói nghe thì dễ, nhưng lãnh đạo công ty thay đổi bất ngờ, giá cổ phiếu giảm rất mạnh. Không biết công ty còn cách nào để cứu vãn, và có cách nào để lấy lại lòng tin của cổ đông không? Nếu bây giờ phát triển loạt sản phẩm mới, dây chuyền sản xuất mới cũng phải cần vốn và dòng tiền. Dòng tài nguyên và dòng sản phẩm toàn bộ đều gặp sự cố. Đợi đến báo cáo tài chính nửa năm được công bố, chỉ sợ giá cổ phiếu lại càng giảm xuống. Đúng vậy đó, phải nói chứ còn gì nữa. Để hoài không được, đúng vậy, tiền ở đâu ra? Sao có thể chúng ta nhiều tiền như vậy chứ? Nếu việc thay đổi lãnh đạo cấp cao gây ra sóng gió, vậy thì mời vị lãnh đạo cấp cao tiếp tục nghĩ cách kích thích tăng giá cổ phiếu để cổ đông yên lòng. Kích thích thế nào? Nói ra thử xem. Lam Hải chúng ta và tập đoàn Lưu Quang liên hôn đi. Theo một số nguồn tin mà chúng tôi nhận được, tập đoàn Lưu Quang cạnh tranh với chúng ta thực ra vẫn có ý muốn hợp tác với Lam Hải. Thang tiểu thư bên tập đoàn Lưu Quang hình như cũng có qua lại với nhà họ Trang. Đây đều là hai công ty trang sức nổi tiếng. Nếu như trai tài gái sắc kết hôn với nhau, đây sẽ là một tin tức cực kỳ có lợi cho cả thị trường trang sức, và chắc chắn giá cổ phiếu của hai bên cũng sẽ tăng lên. Đúng đó. Để lúc đó không cần lo lắng chuyện lấy lại sự tin tưởng của cổ đông, còn cứu giá cổ phiếu công ty chúng ta. Liên hôn? Giám đốc Thịnh à, xin hỏi anh muốn ai liên hôn với cô chủ của Lưu Quang? Đương nhiên là người đang nắm giữ quyền lực cao nhất của Lam Hải rồi. Xin anh Thịnh hãy chú ý lời nói của mình. Tưởng, được thôi. Ô, sếp à. Tôi cũng đã nói với nhà họ Trang rằng với Lam Hải tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Vậy ý của anh là muốn tôi đến phòng thiết kế của anh? Tạm thời không phải là nhân viên chính thức, nhưng tôi có vài dự án bên ngoài cần trợ lý hoàn thành giúp tôi. Lúc trước ở công ty, cô tốt nghiệp đại học nghệ thuật, tôi cũng từng thấy cô vẽ. Tôi rất có niềm tin với việc cô giúp tôi xử lý đường nét và hoàn thành bản vẽ cuối, cho nên cô có đồng ý tham gia không? Tôi cứ tưởng anh sẽ không muốn gặp lại tôi nữa. Với lại tôi cũng không muốn liên quan gì đến Lam Hải nữa. Không liên quan đến Lam Hải, đó là công việc thiết kế của riêng tôi. Chuyện đó đã qua rồi, để nào cô không muốn làm lại cuộc đời của mình hay sao vậy hả? Làm lại? Ừ, quay trở lại cuộc sống vốn dĩ thuộc về cô. Lần này cô chỉ là Thẩm Mạn Ninh. Sếp à, sao anh dễ dàng đồng ý vậy? Đừng quên mục đích chúng ta về đây. Ơ nhưng mà Phương Tưởng phải giữ chặt Lam Hải trong tay, phải nỗ lực hoàn thành những chuyện nên làm. Nhưng anh còn có Thẩm Mạn Ninh mà. Thank you.
Lâm Lâm, trả lại cho em. Em đã uống nhiều như vậy rồi mà vẫn còn muốn à? Không trả đúng không? Em vẫn còn. Lâm Lâm, anh cứ mặc kệ em có được không? Em ra ngoài cũng không đúng, em về cũng không đúng, em uống rượu vẫn không đúng, em làm cái gì cũng không đúng, làm cái gì cũng không tốt. Vậy thì anh cứ xem như em bị bệnh tim chết trên bàn phẫu thuật là được rồi. Lâm Lâm, Lâm Lâm, từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt nên anh luôn nâng niu bảo bọc em. Nhưng mà yêu thương không có nghĩa là dung túng. Em là đại tiểu thư của tập đoàn Lưu Quang kia mà. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, em phải phân biệt được rõ ràng. Anh không muốn em qua lại với người đàn ông đó là vì muốn tốt cho em. Nhưng em thật sự thích anh ấy. Em biết, em biết anh ấy rất xấu xa, con người của anh ấy rất bí ẩn. Em đấu không lại anh ấy, nhưng mà em đã rơi vào lưới tình của anh ấy rồi. Lâm Lâm, rốt cuộc người đàn ông đó có chỗ nào tốt mà cứ phải là anh ta chứ? Anh à, tình cảm mà cũng cần lý do sao? Anh cứ xem em, cứ xem như kiếp trước em nợ anh ấy đi, nên kiếp này phải trả cho anh ấy. Hôm nay chú Quang Nhất có gọi cho anh. Chú ấy nói tập đoàn Lâm Hải vì vấn đề người thừa kế thay đổi liên tục làm cho rất nhiều cổ đông bất mãn. Vì đã ổn định giá cổ phiếu và cảm xúc cổ đông, tập đoàn Lâm Hải quyết định làm thân với Lưu Quang. Họ nói để hai người liên hôn. Em và Nghiêm Tinh Trình. Thật sao? Thật đó. Anh à, bây giờ em sẽ tới công ty, em đi đặt một bộ lễ phục, còn phải đặt một bộ trang sức. Nhà thiết kế Lý bây giờ vẫn còn làm chứ? Bỏ đi bỏ đi, em sẽ tìm Lâm Bộ Phàm là được rồi. Lâm Lâm, Lâm Lâm, Lâm Lâm, em phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi giúp cho anh nha. Anh đừng hiểu lầm, tôi thấy là anh dùng một tay như vậy không tiện nên tôi giúp anh thôi. Vết thương dài như vậy hả? Sao lại không đi bệnh viện đi? Không chết được. Anh đừng học theo cách nói chuyện của sếp anh. Bị thương không chết được, nhưng lỡ nhiễm trùng thì sao? Nghiêm Tinh Trình có thể tự coi bản thân mình đồng da sắc, cũng đâu có bắt anh giống anh ta được đâu. Không có liên quan tới sếp, là do bản thân tôi không cẩn thận. Cô làm gì đi? Giúp anh thổi khô nước sát trùng, chứ có gì đâu mà. Nè, đưa đây nhanh lên, tôi còn chưa làm xong nữa. Drive 化作无限期盼，我
我想你会喜欢在阳光下铺满花瓣，我就这样的被你信了，无论是什么样的角色，有你就是值得。 Xong rồi. Ê Nguyên soái, cứ vậy mà đi hả? Không cầm đồ theo sao? Không cần nữa. Sao vậy? Có gì muốn nói với tôi hả? Chúng ta không cần thiết phải gặp nhau nữa. Nguyên soái, sao anh cứ luôn né tránh tôi? Tôi đã làm gì sai hay sao chứ? Tôi không né tránh cô, chỉ là cảm thấy không cần thiết. Anh có dám nhìn thẳng tôi nói một lần nữa không? Tôi thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh rồi. Tôi không cần biết anh nhìn nhận tôi như thế nào, anh có cảm giác gì với tôi. Tôi chỉ thích anh thôi. Trời ơi, Mạng Ninh à, cái này nặng lắm, để dì làm được rồi. Không sao đâu dì, không nặng. Dù sao dạo này thì con cũng ở nhà mà. Vẫn là con hiểu chuyện. Chứ còn Mỹ Na, dì nói với nó bao nhiêu lần rồi, nó cũng không chịu giúp dì một tay. Có điều Mạng Ninh à, bên đó à, dì à, sau này con sẽ ráng kiếm nhiều tiền, hiếu kính với ba của con và dì thật nhiều. Còn bé này à, con đi khiên thêm một thùng nha. Cứ làm từ từ thôi. Theo như tin tức mới nhất của phóng viên tài chính, tập đoàn trang sức ngôi sao Lam Hải có ý hợp tác với tập đoàn Lưu Quang. Nội bộ công ty lan truyền tin vui rằng lãnh đạo cấp cao sẽ liên hôn. Lưu Quang liên hôn thật sao? Mạng Ninh nè, Mạng Ninh nè, con vẫn chưa ăn sáng đúng không? Nếu vậy con cầm một cái bánh ăn đi. Về nhà nghỉ ngơi đi con. Về nhà nghỉ ngơi đi. Đi đi.
Mình quên khóa cửa sao? Ba ơi, ba ở nhà hả? Ba, ba ơi. Nana là tôi. Có người vào nhà chúng ta. Tôi đang đi theo hắn. Nếu 15 phút sau vẫn không liên lạc được với tôi thì cậu nhớ tìm người đến giúp tôi nha. Lẽ nào là người đó? Này muốn đi đâu? Rốt cuộc người đó là ai vậy? Hắn ta đưa mình đến đây, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Tại sao vậy chứ? Vừa nãy còn gọi được, sao bây giờ không gọi được nữa rồi? Phương Tưởng, Phương Tưởng, Phương Tưởng à, Phương Tưởng, dạ xin lỗi giám đốc, tôi muốn tìm Phương Tưởng nguyên soái cũng được. Đây là nơi có thể tùy tiện xông vào để tìm người sao? Tôi xin lỗi, tôi biết không nên tùy tiện xông vào, nhưng mà tôi có chuyện gấp, tôi phải tìm được Phương Tưởng. Vừa nãy mạng mạng có nói là trong nhà có người đột nhập, nói tôi tìm người giúp đỡ, giờ tôi gọi cô ấy không được nữa. Cuộc đời của mình phải kết thúc ở đây sao? Không, mình không muốn rời đi như vậy. Lúc đó tập nghiên cứu mình, cơ mình hoàn thành tâm nguyện thay cô ấy, mình vẫn chưa thay cô ấy bắt được hung thủ. Còn nữa, còn có người đó, mình vẫn chưa được gặp anh ấy. Tinh Trình!